Chào và chúc anh chị em một buổi chiều thứ hai nhiều năng lượng, nhiều niềm vui, nhiều sức khỏe. Hiện tại ở đây với một trong những người nổi tiếng nhất trong giới fitness, đó là bạn này, đấy bạn Nguyễn Văn Tới đó. Thì nhưng mà người đã biết thì Huy Nhớ cũng là một trong những cá nhân có cái sức đẩy cũng như là cái bụng vai mà mình nghĩ là mọi người đều biết là mình cũng khá là châu chó. Ở đây thì có khoảng cái kettlebell nó rơi vào tầm khoảng 50 cân đúng không? Thì mình đẩy nó lên là không phải là một cái việc gì nó khó khăn cho lắm đấy. Tuy nhiên có một cái hành động mà trong vài tháng vừa qua các bạn hay tác mình vào để đề nghị mình làm, thì hôm nay mình quyết định là thử xem như nào. Thực ra cả đùa các bạn thôi, vừa nãy mình thử rồi và phát hiện ra là mình không thể làm được. Mình không thể làm được và mình còn không hiểu vì sao lại có cái người mà người ta làm được. Tức là cái thanh đòn này nó không những không nhúc nhích mà mình cảm giác là nó đã ở đây hàng triệu năm rồi và nó sẽ tiếp tục ở đây hàng triệu năm nữa. Kể cả mình có tác động lực kiểu gì cho mình hai tay thì dụng cái nó lên, nhưng mà thôi một tay thì không thể làm được. Đấy, thì vậy thì cái hành động này tới có nâng được quả đen hay không? Dạ không nhỉ. Đấy, thì tại sao tầm vào đen tới lại có thể làm cái hành động này? Đó, thì Huy Nhớ muốn là các bạn giải thích thử dựa trên kiến thức, kinh nghiệm và trải nghiệm của các bạn. Đó, giải thích thử bằng khoa học, bằng nghiệm chứng rõ ràng đầy đủ nhá, chứ không phải là nói theo kiểu như kiểu là Phật tổ mách bảo hay là từ thần linh cho phép đâu nhá. Ok, được chưa? Tới là thậm chí tới có thể chính là làm thêm một thanh nữa, đúng không? Một hai tay, một tay một thanh. Em sợ là em bị mất thanh bạc. Đấy. Thế lại anh giữ luôn cho em. Ok các cháu. Là không phải cái việc gì mà nó tương đồng nhau thì làm được việc này cũng phải làm được cái việc kia, đúng không? Đấy, ví dụ là Huy Nhớ thì có thể chung thủy với một người vợ thôi, nhưng mà tới có thể chơi hai em một lúc. Đấy là một chuyện là không liên quan gì đến nhau cả. Thôi anh chị em vẫn giải thích ở phía dưới cái nguyên lý của cái sự kiện khó hiểu vừa xong. Đấy nhá, cảm ơn mọi người. Và chúc mọi người như đã chúc một đấy một đầu tuần thật là nhiều năng lượng.